Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em đang về những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ siêu hùng có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng em có về hàng ngập nhà luôn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan Hải Yến cô chú anh chị ạ. Thực sự thì lâu lắm rồi em mới về những cây lan Hải Yến. Cái dòng lan Hải Yến với sắc hoa tím rất là xinh đẹp, những cái bông hoa phớt tím rất là xinh đẹp như thế này. Và hoa cũng rất là thơm và bền hoa nữa cô chú anh chị nhé. Hoa thơm 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 dịu nhẹ rất là tuyệt vời luôn, cái dòng lan Hải Yến này này. Đó, và cây thì tầm nhỡ nhỡ thôi, không quá lớn và không quá nhỏ. Cái tầm mùa hoa cũng đang là cái mùa ghép rất là xinh của dòng lan Hải Yến này. Vẫn có những cây vẫn còn đang nụ, nói chung là cái mùa ghép đẹp cô chú anh chị ạ. 1 kg Hải Yến thì được rất là nhiều luôn. Và dòng lan Hải Yến này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 trong kg thôi cô chú anh chị nhé. 160.000 cho 1 kg cái dòng lan Hải Yến ạ. Và cái dòng lan Hải Yến này thì em xin phép bán từ 0,3 kg luôn rồi cô chú anh chị ạ. Tức là với 32.000 thôi thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái phần lan Hải Yến rất là đẹp rồi. Những cây lan Hải Yến em sẽ cân thử cô chú anh chị mình cùng xem. Với lượng 0,3 cô chú anh chị mình có thể sở hữu cái phần hàng bằng nào cô chú anh chị nhé. Dạ, cái chỗ này thì chưa đầy 0,3 kg đâu cô chú anh chị ạ, chỉ có hơn 0,2 kg một chút thôi. Thì cô chú anh chị mình đã được một cái phần Hải Yến rất là đẹp như thế này rồi. Và chỗ này thì nó chỉ rơi vào hơn 30.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mà những cây lan Hải Yến này thì cô chú anh chị biết rồi, cái hàng bên Thái người ta trồng vào chậu, những cây hàng bên Thái thì mỗi một cây người ta tính giá đến một chậu hai cây tính hơn 100.000. Trong khi đó thì cái hàng rừng mình có nguồn đẹp như vậy thì em nghĩ rằng là rất là đáng trồng đúng không ạ. Cái dòng lan Hải Yến thực sự lâu lắm không về rồi. Và bên này đây sẽ là cái dòng địa lan Mạc Xuân, hay còn gọi là cái dòng địa lan Mạc Quân Tử. Cái lô hàng Mạc Xuân về thì lá rất là to và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Không khác gì những cây trần mộng luôn ạ. Cây Mạc Xuân này em đang bán với giá chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi. Một cái loại lan mà có một cái hương thơm bền hoa mà nở vào thời điểm Tết, có một cái vẻ đẹp thuần khiết rất là tuyệt vời. Với dòng này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi lá rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể trồng ở bất cứ khoảnh cái phần đất nào của cái khoảnh sân đều được. Nó rất là dễ sống, dễ chăm cô chú anh chị nhé. Chứ không nhất thiết phải là chọn một cái giá thể khó khăn đâu, trồng ở cái đất là nó đã mọc rồi. Đó, với giá chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị, nhìn cho em cây rất là đẹp như thế này. Và sang bên này đây thì em đang có hai cái phần hai rề, thì cô chú anh chị có thể chọn hàng theo rề ở đây cho em này. Cái phần này gọi là phần số 1 Mạc Xuân số 1 này với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Phần số 2 cũng với giá là 80.000 luôn. Đó, em có hai cái rề như vậy thì mỗi một rề cô chú anh chị có thể về trồng vào một cái chậu ở trước sân nhà mình ạ. Và một cái lô kiều vuông mỡ gà với giá là 110.000 cho một cái lô kiều vuông mỡ gà này, về cô chú anh chị làm một cái chậu cao ú luôn. Và bên này sẽ là cái dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, thì em có một rề duy nhất như này thôi, em bán với giá 60.000. Và sang bên này đây thì em đang có những cây lan hài đấy ạ. Đây là cây lan hài dâu xanh, với dòng lan hài mà có mặt bông phải nói là độc đáo đẹp cô chú anh chị ạ. Hiện tại cây đang lên mầm rất là xinh. Dòng lan hài dâu xanh này em đang bán với giá chỉ ở 90.000 trong 1 kg thôi. Em bán ngay từ 0,5 kg rồi. Cái dòng này hoa vòi hoa vươn cao, và khi mà nở hoa thì với hai cái vòi hoa xoăn, hai cái chòm dâu xoăn tít bên cạnh rất là độc đáo và đẹp luôn. Và ở đây thì em đang có những cái cây lan hài Henry. Henry em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Bán ngay từ 0,3 kg đi ạ. Và chuẩn bị đến mùa lan hài Henry rồi. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm vẻ đẹp của dòng lan hài Henry. Với 0,3 cô chú anh chị được một lượng hàng nhiều như vậy này. Và bên này đây sẽ là dòng lan hài Helen. Một cái loại lan mà được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Một cái dòng lan mà phân bố rất là hẹp.
dễ nhưng mà lại dễ thuần, dễ chăm ở mọi vùng miền. Và hoa sẽ nở khoảng tầm tháng 7, tháng 8 của chính chị nhé. Khoảng tầm tháng 7, tháng 8 hoa thì rất là sai bông. Thì cái dòng lan hài Henry này em xin phép được bán với giá sẽ là theo lô này cô chú anh chị này. Cái lô này gọi là lô số 1 đấy ạ, rất là xinh cô chú anh chị ạ. Với giá em đang để có 80.000 cho lô này thôi nhá. Lô tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 đấy ạ. Với giá em bán luôn 80.000 và lô số 3 cũng là 80.000 và lô số 4 là 80.000 cho chính chị nhá. Và bên này đây thì là những cây lan hoàng nhạn. Cái mùa thực sự thì thỉnh thoảng mới có hoàng nhạn về thôi ạ. Rất là khan hiếm hàng luôn rồi những cây nhạn rừng, bởi vì nhà vườn người ta lấy vào vườn rất là nhiều luôn. Cái hoàng nhạn mùa này đang là cái mùa cây giống rất là đẹp, vào vườn rất là đẹp luôn, nên là nhà vườn người ta nhập cực kỳ là nhiều. Cái dòng lan hoàng nhạn này thì em sẽ bán theo cân, thì cái hàng này em sẽ bán theo khối lượng. Cô chú anh chị mua theo cân cũng được cô chú anh chị nhé, với giá là 700.000 một kg. Mà em bán ngay từ 0,1 kg rồi cô chú anh chị ạ, bán ngay từ 0,1 kg. Với 0,1 thì cô chú anh chị cũng được khá là nhiều đấy ạ. Em sẽ bóc xô để cô chú anh chị mình cùng xem là với 0,1 cô chú anh chị được bằng nào cây. Em nhắc lại cái chỗ này thì còn chưa đến 0,1 kg thôi, thì bộ rễ của nó đang bắt đầu phát triển ở chỗ này, chưa đến 0,1 kg cô chú anh chị ạ, chỉ rơi vào 0,08 thôi cô chú anh chị này. Cái bộ rễ đang bắt đầu phát triển cô chú anh chị nhìn cho em. Thì chưa rơi vào 70.000 cô chú anh chị đã được một cái lô cây rất là xinh như thế này rồi. Cây hoàng nhạn rất là xinh như này rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em này cô chú anh chị này. Chọn theo hình ở đây cho em cũng được. Hình này em gọi là cái hình số 8 đấy ạ. Hình số 8, một cái lô mà có bao nhiêu cây nhỉ? Tổng hình này là có 8 cây cô chú anh chị ạ. Có 8 cây này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 60.000 thôi này. 8 cây 60.000 cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này 3 cây khá là lớn và em xin phép được bán với giá là 70.000. Đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 nó là một cái hình mà có 3 cây to cô chú anh chị ạ, 3 cây to và cây đang nụ này. Thì cái lô này xin phép em được bán với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. 100.000 cho lô này. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số bao nhiêu đây nhỉ? Ôi, hình hai cây to đùng. Hình này gọi là hình số 8 ạ. Hình số 8, hai cây siêu to và đẹp luôn. Đó, hai cây đang nụ rất là to như thế này. Thì hai cây hoàng nhạn này em xin phép được bán nó cũng với giá là 100.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 là một phần hoàng nhạn 3 cây. Phần này em xin phép được bán với giá là cũng là 100.000 luôn. Và hình số 10, hai cây, một cặp đôi hai cây. Cây này xếp tụt luôn này cô chú anh chị này. Hai cây này em bán với giá là 70.000 này. Và hình số 11 này, hình này 3 cây. 3 cây này xin phép được bán với giá là 70.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và cũng là hoàng nhạn thì ở đây em còn có cả những cây lan hoàng nhạn tháng 8 cô chú anh chị ạ. Hoàng nhạn tháng 8 thì cây này rễ nhất là 5 cặp lá rồi cô chú anh chị ạ. Em đang để giá với giá 240.000 cho một chậu. Và hàng này thì bọn em bảo hành chuẩn mặt hoa của dòng nhạn tháng 8 nhé. Ngoài ra thì em còn có cả những cái chậu lan nhạn rừng nữa cô chú anh chị ạ. Những cái chậu nhạn rừng và những chậu nhạn 4N nữa. Cô chú anh chị mình thoải mái lựa chọn những cây nhạn gọi là ưng ý luôn. Cái hình này gọi là cái hình 47 này cô chú anh chị này. Cái chậu nhạn mà bộ rễ siêu đẹp luôn ạ. Đấy ạ, cái tán lá rất là to, bộ rễ đang phát triển trồng vào chậu của cái bộ rễ đang phát triển rất là đẹp như này. Chậu này 150.000. Chậu tiếp theo là chậu 48. Chậu 48 này với giá em bán là 140.000 thôi. Và chậu số 49 đấy ạ. 130.000 cô chú anh chị nhé. Lá tròn vo, hơi lỗi một chút xíu. Và chậu tiếp theo là chậu 50. Chậu 50 này em xin phép được bán với giá chậu này với giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Chậu 50 với giá là 130.000. Và bên này là chậu nhạn rừng. Chậu nhạn rừng này có 4 cây ạ. Xin phép em bán 90.000. Gọi là chậu 51, chậu 52. Chậu 52 này em bán với giá 100.000. Và chậu 53, đây cũng là một cái chậu nhạn rừng. Chậu này em bán là 100.000 này. Và chậu 54 này, chậu này em bán với giá là 80.000. Và chậu 55 mà chuẩn bị bung lụa luôn. Có hai cái vòi bông. Thơm lắm cô chú anh chị ạ. Chỉ cần một bông nở thôi cũng rất là thơm luôn. Cái chậu này em bán với giá 90.000 này. Và chậu số 56 là một cái chậu bạch nhạn. Cho ai yêu mến cái dòng hoa bạch nhạn đấy ạ. Thì cái chậu này em bán với giá là 56 này 100.000 nhá. Chậu 57 cũng với giá 100.000. Thực ra thì những cây bạch nhạn này người ta bán giá ở trên nhiều trang người ta bán không rẻ đâu. Chậu 3 cây người ta bán đến 150.000 luôn đấy cô chú anh chị. Đấy, chậu này em bán 100.000 nhá. Và chậu 58 này, chậu bạch nhạn 58 này em bán 100.000. Và bên này sẽ là chậu quế lan hương, còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Chậu này là 4 cây cô chú anh chị nhé. Chắc chắn rằng đến mùa tháng 8 này cô chú anh chị được thưởng thức hoa. Thì cái chậu này em xin phép được bán với giá chỉ 140.000 thôi. Và chậu số 60 cũng 140.000 này cô chú anh chị này.
Ngoài ra ở đây thì em còn có cả những cây lan hài Vân Bắc, cô chú anh chị ạ. Những cây lan hài Vân Bắc, có anh chị nói rằng là chậu Vân Bắc này em có bán hay không ạ? Thực ra thì cô chú anh chị mình, những cây Vân Bắc này hàng đã thuần như vậy thì chắc là cũng sẽ rất là đắt rồi cô chú anh chị ạ. Và tuy nhiên thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị mình không nhất thiết phải lấy một cái chậu hàng thuần như thế này thôi. Cô chú anh chị về cứ trồng đi ạ, những cây Vân Bắc hàng đang có sẵn ở đây nó rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với hàng thuần. Chậu này thì em trồng năm nay đang là năm thứ 3 rồi cô chú anh chị ạ, năm kia em trồng nhá cô chú anh chị nhá. Trồng bằng cái giá thể rất là đơn giản, đó là vỏ thông và phân dê thôi cô chú anh chị ạ. Cây mẹ đẻ cây con, đẻ nhánh mập mạp ú rất là đẹp như thế này và chuẩn bị tách chậu được đến nơi rồi. Đấy, thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những chậu phân Vân Bắc mà thời điểm bây giờ trên rừng đã rất là khan hiếm rồi. Với cái giá rất là yêu thương luôn ở đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cũng em chọn này. Cái hình này em gọi là cái hình số 87 đi cô chú anh chị. Hẳn 3 cây Vân Bắc luôn cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị làm một cái chậu rất là tuyệt vời luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho hình 3 cây Vân Bắc này. Giá trên thị trường chắc chắn là không nơi đâu người ta bán 3 cây Vân Bắc to đẹp như thế này với giá 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình 86, một cặp đôi 2 cây, em bán hình này với giá 150.000. Và hình tiếp theo là hình số 89 này, cái hình này 3 cây nhá, em bán với giá là 180.000. Và hình số 90, 6 cây ạ, với giá 160.000 thôi. Và hình số 91 này, một cặp đôi 2 cây, 2 cây này em xin phép được bán nó với giá là bao nhiêu nhỉ? 150.000. Và hình số 92, 2 cây với giá cũng 150.000. Và 93 này, cây mẹ con rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, đẹp. Lá tròn vo rất là xinh nhá. 80. Hình này gọi là hình số, gọi là hình 82 đúng rồi. Hình 82 cô chú anh chị ạ. Lại đi ngược rồi. Đấy, cây mẹ con nhé, một cặp đôi 2 cây mẹ con rất là đẹp. Xin phép em bán hình này với giá là 160.000. Và hình tiếp theo là hình số 83, 140.000. Và hình 84 này cũng là một cặp đôi lá xếp rất là xinh, 2 cây Vân Bắc. Cặp đôi Vân Bắc rất là đẹp. Hình em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo là hình số 85, gọi là hình 84, hình 85, 120.000 thôi. Và nhìn cây như vậy thôi, nhưng cây khỏe cô chú anh chị ạ. Vân Bắc thì rất là dễ trồng, dễ chăm thôi. Hình này 3 cây với giá 180.000, gọi là hình 86 ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái lô kiều vuông cô chú anh chị ạ. Cái lô kiều vuông cực kỳ là đẹp luôn. Cái thân to như là cái ngón chân cái luôn, chứ không phải là to bằng ngón tay cái đâu cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoa mà đẹp hiện tại thì vẫn có những cây đang sưng những mắt nụ này, không biết là nó có thể cho mình hoa không cô chú anh chị. Chậu kiều vuông rất là đẹp như thế này, to đùng luôn, những cái thân cực kỳ là to và vip luôn cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy to đùng luôn. Đây, những cái chậu vuông kiều vuông đẹp như thế này này cô chú anh chị này, đó, những chậu cùa kiều vuông cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Dạ, hôm nay về của một cái lô kiều vuông phải nói là đẹp, đẹp mê cô chú anh chị ạ. Và giá của một cái chậu lan kiều vuông như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Một giò kiều vuông như vậy nó bằng có 160.000 thôi. Mà cái hàng này nếu mà cô chú anh chị mà mua hàng cân ý ạ, thì chắc rằng là chưa chắc cô chú anh chị đã có thể về với số tiền cô chú anh chị bỏ ra, thì chưa chắc đã được một cái giò lan đẹp như thế này mua hàng cân. Đó, 160.000 trong cái chậu lan kiều vuông này cô chú anh chị nhé. Và kiều tí biên tử ạ, hôm nay thì em còn có duy nhất một chậu này thôi cô chú anh chị nhé. Bình thường em để giá 140, thì hôm nay em còn có duy nhất một chậu này, em sẽ để cho cô chú anh chị với giá là 120.000. 120.000 cô chú anh chị cùng nhìn cho em một cái chậu kiều tím yên tử khá là nhiều thân như thế này. Mà bình thường chắc là người ta cũng phải bán tầm 180 đến 200.000 đổ lên, thì ở đây em để có 120.000 cho chậu duy nhất này. Và bên này đây sẽ là cái chậu lan kiều mỡ nhé. Cái dòng lan kiều mỡ ạ. Cái mặt bông mà được tuyển chọn từ cái mặt bông kiều mỡ vàng rất là đẹp như thế này. Thì một cái giò lan kiều mỡ như vậy em đang để giá là 150.000 cho một chậu. Bên này đây sẽ là những cái cây lan tắc tiên hương dừa cô chú anh chị ạ. Những cây tắc tiên hương dừa đây ạ, hoa thơm nức mũi cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan phải nói là thưởng thức hoa xuất sắc ạ. Em xin phép bán một cái chậu lan như thế này với giá ở đây đang là một cái chậu như thế này em xin phép được bán với giá chỉ 110.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái dòng lan vũ nữ cô chị ạ. Dòng lan dendro chứ cô chú anh chị, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây là những cái cây lan dendro chớp bịp, hoa siêu bền và cực kỳ là thơm.
Một cái dòng lan mà em nghĩ rằng bất cứ anh chị chơi lan nào chắc chắn là đều không thể thiếu trong sân vườn ạ. Hoa rất là thơm mà nó nở hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhá. Em có cả những cây đang nở hoa như thế này và có cả những cây vẫn còn đang nụ cô chú anh chị nhá. Đây. Thì em bán một cái chậu chớp bịp khỏe và đang nụ hoặc là đang hoa, tùy cô chú anh chị muốn lấy chậu nụ hay chậu hoa thì em đều gửi cô chú anh chị. Rơi ít nhất là 3 giả hành trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu rơi ít nhất là 3 giả hành trở lên với giá chỉ 150.000 thôi ạ. Và giá trên thị trường em thấy đâu đây người ta bán không dưới 300.000. Em thấy là có những nơi người ta bán đến 300.000 luôn cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em đang để giá có 100.000 cho một 100.000 cho một chậu thôi ạ. Và ở đây thì chớp Sonia này cô chú anh chị này, em đang có chậu chớp Sonia. Cái dòng này là cái chớp tím rất là đẹp và khuôn bông bầu tròn cực kỳ là tuyệt vời luôn. Như vậy thì cái chậu chớp Sonia này em xin phép được bán với giá là chậu ở đây em đang có một cái chậu chớp tím duy nhất này thôi, em bán với giá là 100.000 nhá, 130.000 cho một chậu nhá. Còn bên này là cái chậu nụ này, chớp Sonia nụ em bán với giá là 130.000. Đấy thì cô chú anh chị thích lấy cái chậu mà đang có một cái bông hoa kia hoặc là lấy chậu nụ thì bảo em. Sang bên này đây sẽ là những bảng chồn trắng cô chú anh chị ạ. Em có những bảng chồn trắng rất là đẹp như thế này này. Cô chú anh chị này, hàng này thì chuẩn mặt hoa nhé. Chuẩn mặt hoa chồn trắng nhé. Và nó chính là cái hàng tấy mô từ những cây chồn trắng của rừng đấy ạ. Thì một cái bảng chồn trắng như vậy em xin phép được bán với giá là 190.000 cho một giò chồn trắng này cô chú anh chị nhé. 190.000 cho một cái giò chồn trắng ở đây và hàng bên em bảo hành chuẩn mặt hoa chồn trắng cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan chớp cái dendro lá biên cô chú anh chị ạ. Cái dòng dendro lá biên này thì mỗi một chậu hai thân cao vút, hai mầm cao vút, cao hơn 40cm trong một cái thân như vậy nhá. Thì một cái chậu như vậy em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một giò. Và cô chú anh chị có thể cùng em xem cái giá trên thị trường người ta bán đến 300.000 đúng không ạ, mà với hai mầm rất là thấp thôi. Còn ở đây là bên này đây thì em đang có những cái chậu lan. Bên này đây thì em đang có những cái chậu dendro xuân. Cái dòng dendro xuân ở đây này, mỗi một cái chậu khỏe và đẹp như vậy, hàng đang lên mầm đây ạ cô chú anh chị. Đây ạ, hàng đang lên mầm rất là xinh luôn như thế này. Thì một cái chậu như thế này em đang để giá có 40.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì bình thường là hàng Tết thì nó rất là đắt đỏ. Còn ở đây thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những chậu lan như vậy để về mình trồng chăm sóc và thưởng thức hoa xuân hoặc là hoa Tết tới này. Với giá chỉ có 40.000 cho một giò. Cô chú anh chị nào mà lấy cả 5 chậu ấy, em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn. Thì ở đây cô chú anh chị mình cùng em xem này. Cô chú anh chị mình cùng em xem đây ạ. Cái mặt đen rô xuân, mặt bông nào cô chú anh chị khi mà sở hữu thì chắc chắn đều không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Hoa rất là xinh như thế này cô chú anh chị nhá. Đây ạ, chậu này vài thân thôi mà cũng rất là đẹp như thế này rồi. Đó, cô chú anh chị mình về có thể tự trồng chăm sóc với số tiền một chậu chỉ có 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ. Phải nói là những cái bông hoa vũ nữ thì rất là độc đáo và tuyệt vời luôn. Cái dòng lan vũ nữ Mitonia cô chú anh chị này rất là xinh đẹp và cực kỳ là thơm ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan vũ nữ Mitonia. Cái bông hoa rất là to cô chú anh chị ạ. Vứt lăn lông lốc trồng như thế nào cây vẫn sống, cây rất là khỏe cô chú anh chị nhé. Cái bông hoa to như thế này và cái phần nhụy của nó cô chú anh chị thấy như là một cái nét vẽ trên cái cánh hoa đúng không ạ, mà lại hoa lại rất là thơm, không biết là cái hương thơm của nó tỏa ra từ đâu mà rất là thơm luôn, cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị nhé. Thì một cái chậu lan vũ nữ Mitonia với cái một cái giả hành và một cái cần hoa như vậy thôi thì em xin phép một thân thôi với một cái vòi bông như vậy nhé, xin phép em bán với giá chỉ 90.000 cho một giò thôi để cô chú anh chị mua sưu tầm. Đấy, như là một cái hình ảnh như là một cái vũ công luôn đúng không ạ, một cái vũ công đang xòe váy luôn. Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ nhện. Nói chung là mỗi một cái cây lan thì nó mang một cái sắc đài thái, một vẻ đẹp riêng. Cái chậu nhện thì em đang có hai chậu duy nhất thôi, rất là xinh cô chú anh chị ạ. Bông hoa nhện cũng rất là xinh. Dòng lan vũ nữ nhện này thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Mỗi một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh này cái vòi hoa của nó phải dài đến cả 1 mét cô chú anh chị nhé. Cái vòi hoa to đùng luôn, cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy, một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh em soi rất là kỹ luôn như thế này cho cô chú anh chị mình xem nhé. Rất là đẹp như thế này, một chậu là một vòi bông cô chú anh chị ạ. Vừa thơm vừa bền hoa, cần hoa vươn dài đến cả mét. Nói chung là ngắm cực mê, với giá em bán chỉ 170.000 thôi cô chú anh chị ạ. 170.000 thôi cho một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh đang nụ cực kỳ là khỏe và đẹp như thế này.
Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen hay là hàng họng nâu đen cô chú anh chị nhé. Mỗi dòng lan gọi là cái những cây sơn thủy tiên hàng đột biến đấy ạ. Những cây sơn thủy tiên gọi là cái hàng đột biến này cô chú anh chị nhé. Mà nếu mà cô chú anh chị mua hàng rừng ấy thì giá cả tạ không có, cô chú anh chị mua cả tạ không có được một nhánh sơn thủy tiên hàng họng nâu đen này đâu ạ. Thì cái giá đầu mùa thì cực kỳ là rẻ, cực kỳ là đắt. Còn bây giờ đây cô chú anh chị có thể mua cái thời điểm bây giờ, giá nó chỉ bằng một nửa giá của đầu mùa thôi. Cô chú anh chị nếu như ai yêu mến đều có thể sưu tầm với cái giá cực rẻ ở đây cô chú anh chị ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số bao nhiêu nhỉ? Em gọi cái hình này gọi là hình số 21 đi ạ. Hình số 21 nhá cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn họng nâu đen như thế này cô chú anh chị này. Thì cái hình này em xin phép được bán với giá chỉ có 230.000 thôi cho cái hình này này, 230.000 thôi. Với rể có bao nhiêu giả hành đấy ạ? Mập ủ nú như này có 230.000 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình 20 ạ. Dạ. Hình 20 này em cũng bán với giá luôn là 230.000, một rể quá nhiều giả hành như thế này, 230.000 cô chú anh chị nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này cô chú anh chị. Mới rể phải nói là siêu đẹp luôn ạ. Nhiều giả hành và thân căng mướt như thế này. Và cái rể này xin phép bán với giá là 320.000 cô chú anh chị nhá. 320.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình 18 ạ. Hình số 18, cái hình này xin phép em được bán với giá chỉ có 160.000 thôi. Đây ạ, 160.000 để cô chú anh chị sở hữu một cái phần mà thân mập nù ba nhánh, thân mập nù như thế này cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Cái hình số 17 này cô chú anh chị này. Hình số 17 này em xin phép được bán nó với giá là bao nhiêu ạ? Cái hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 200.000 luôn này cô chú anh chị, 200.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16 ạ. Hình số 16 rất là nhiều giả hành ở đây. Thì hình số 16 này, hình này em bán với giá là 200.000 này cô chú anh chị này, 200.000 cho dề này. Và hình số 15 ạ, hình số 15 với giá 220.000 một cái dề cô chú anh chị về trồng vừa ngắm thân lá đẹp, 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và hình số 14 ạ, hình số 14 này em giả hành to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Giả hành cực kỳ là to luôn, em bán cái hình này với giá là 300.000. Và hình số 13 với giá tiền chỉ có 120.000 thôi. Và hình số 12 đây ạ, hình số 12 ở đây thì với cái giá tiền ở đây em cũng bán là 320.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan 5 cánh trắng ạ. Cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng 5 cánh trắng trước đây thì cái giá siêu đắt đỏ. Còn bây giờ cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái thỏa mãn đam mê của mình để được ngắm những cái bông hoa 5 cánh trắng đẹp mê như thế này. Không biết cô chú anh chị cảm nhận về những cây 5 cánh trắng như thế nào, nhưng mà thực sự em thấy rằng là những cái cây 5 cánh trắng, những cái cây lan 5 cánh trắng thực sự nó rất là đẹp. Và cô chú anh chị đang cùng em ngắm cái vẻ đẹp của cái cây lan đó là 5 cánh trắng củ chi cô chú anh chị nhá. 5 cánh trắng củ chi đấy ạ cô chú anh chị. Một cái vẻ đẹp trong veo và thuần khiết tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Đó, và rất là thơm nữa cô chú anh chị ạ. Thơm nức mũi luôn cô chú anh chị nhá. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những cái thân 5 cánh trắng, những cái chậu lan 5 cánh trắng rất là rẻ, rất là rẻ mà đáng sưu tầm. Cô chú anh chị mình cũng em chọn đầu tiên sẽ là những cái cây lan 5 cánh trắng hiển oanh trước đi cô chú anh chị nhá. Trước đây giá vài triệu một sen thì cả cô chú anh chị thấy rằng là mình không cần thiết phải bỏ ra cái lượng tờ tiền lớn như vậy để thưởng thức một bông 5 cánh trắng đúng không ạ? Còn bây giờ cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những giỏ 5 cánh trắng với giá cực kỳ là rẻ ở đây. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái thân siêu nụ như thế này cô chú anh chị này. Hình này gọi là hình số 61, một cái thân cao khoảng tầm 60 cm và quá nhiều nụ và mầm gốc đẹp mê như thế này. Hiển oanh cô chú anh chị nhé. Cái giỏ này để cô chú anh chị về ngắm hoa và làm giống với giá em bán là 120.000 cô chú anh chị nhé. Chỉ có 120.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình số 62 này, một cái thân hoa phải cao đến tầm cả 80 cm, cũng siêu nhiều nụ và mầm gốc lên rất là đẹp như vậy. Cái chậu này em bán luôn với giá 120.000 đấy. Và hình tiếp theo là cái chậu 63 với hai mầm gốc và cũng rất nhiều nụ và ki trên thân như thế này, hai mầm gốc luôn. Em bán chậu này 130.000. Và chậu tiếp theo chậu 64, một cái thân cũng nhiều nụ và mầm gốc này, ki trên thân. Cái chậu này em bán với giá chỉ 110.000 thôi. Và chậu tiếp theo là chậu số 65. Cái thân này phải cao đến tầm 80 cm rồi cô chú anh chị ạ. Một mặt cũng rất là nhiều nụ ở đây, một mầm gốc rất là đẹp. Giò này em xin phép được bán với giá là 120.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 66 ạ. Hình số 66 đây cô chú anh chị cũng siêu nhiều nụ luôn ạ.
siêu nhiều nụ luôn ở đây này cô chú anh chị này, đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, nụ này thực sự nó quá là đẹp cô chú anh chị ạ. Giảm nụ này ngắm một mùa hoa thôi cũng đã, với cả 4 mầm gốc, 3 mầm gốc luôn cô chú anh chị nhé. Chậu này xin phép em được bán với giá là 130.000 cho chậu này. Chậu này phải dài đến gần cả mét rồi. Và sang tiếp theo thì 67, cái chậu 67 này là cái chậu HO và bị lỗi mầm, đang lên mầm gốc mới. Mầm gốc cao đang bị lỗi nhá cô chú anh chị nhá. Nụ xanh biếc ở đây em bán với giá là 80.000 thôi. Chậu 6, chậu số 86. Đấy, em đi ngược đọc sai, đọc nhầm mã rồi à? Chậu 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 cô chú anh chị, chậu 67. Chậu này chậu 67 cô chú anh chị ạ. 67 với giá 80.000 và chậu số 68. Chậu này em bán luôn 80.000 là cô chú anh chị này. Đang nụ mầm gốc ki này, cô chú anh chị hai mầm gốc cao bị lỗi nhá, đang lên hai mầm mới. Và chậu 69 cũng với luôn 80.000 cô chú anh chị. 80.000 để có một sở hữu một cái chậu HO như thế này nhá. Và chậu tiếp theo là chậu số 70 này. Chậu số 70. Một cái chậu HO như vậy này. Cao vút và cái mầm gốc nó hơi lỗi một chút xíu, có một cái thân bị lỗi nhá. Chậu này em bán với giá 100.000 và chậu tiếp theo ạ. Chậu này thì ngắm hoa mê luôn cô chú anh chị này. Cái giàn nụ của nó kìa, cực kỳ là mê và cũng có ki trên thân nhá. Cái giò này em xin phép được bán với giá 80.000 ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan năm cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị ạ. Cái giò lan năm cánh trắng Phú Thọ, một cái dòng lan được coi là cái dòng lan cơ sở của dòng lan va ấy cô chú anh chị. Này cô chú anh chị nhìn cho em một cái giàn nụ đẹp mê mẩn như thế này, một mầm gốc cực kỳ là đẹp ạ. Và chậu này em xin phép được bán với giá cũng chỉ có 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chậu Phú Thọ này thì giá 110.000 cô chú anh chị ạ. Đáng thưởng thức quá đi đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo là hình 73, cái chậu này thì có hai thân hoa này với cả 2-3 mầm gốc nhé cô chú anh chị nhé. 3 mầm gốc ở đây. Thì cái chậu này em xin phép được bán với giá là 140.000. Và chậu số 74, chậu này cũng hai thân hoa với 3 mầm gốc, em cũng xin phép được bán 140.000. Và chậu 75, hai thân hoa hai mầm gốc 140.000. Và chậu số 76, một thân hoa với một mầm gốc, chậu này em bán với giá là 110.000 cô chú anh chị ạ. Và chậu số 77 này, một thân hoa hai mầm gốc cực kỳ là khỏe luôn, cái thân hoa cũng rất nhiều nụ đẹp cô chú anh chị ạ. Chậu này em xin phép được bán với giá là 130.000. Và chậu số 78, hai thân hoa và hai mầm gốc, hai mầm gốc cô chú anh chị ạ, chậu này em bán 130.000 thôi. Và chậu số 79 này, 79, chậu này thì có hai thân hoa, hai mầm gốc cô chú anh chị nhé, em bán 140.000. Chậu 80, chậu này em xin phép được bán với giá đây hai, cũng là có hai mầm gốc rất là đẹp và cũng có hai cái thân hoa, tuy nhiên một cái thân này đang nụ, nó hơi ít nụ, chậu này em bán với giá 120.000. Và chậu số 89 này cô chú anh chị này, chậu này cũng đang có hai cái thân hoa cô chú anh chị ạ, hai cái thân hoa và cũng ba mầm gốc luôn. Chậu này em bán với giá 140.000 nhá cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những hình dáng hương đuôi cáo cực kỳ là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay. Những cây cáo thuần và những cây cáo rời rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Hàng hôm nay về rất là nhiều cái hình đẹp để cô chú anh chị mình của em lựa chọn, cây rất là khỏe luôn. Cái hình này em gọi là cái hình số 22 này cô chú anh chị này. Hình số 22 là 3 cây nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây đầy tiềm năng bởi vì 3 cây này đều lá rất là to đấy ạ. 3 cây này đều lá rất là to. Và cái hình cáo 3 cây này em xin phép được bán nó với giá là, đây cô chú anh chị này, còn hơi nhăn nhẹ nữa, sóng nhăn nhẹ nữa cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. 3 cây cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, cây bên này này cô chú anh chị ngắm rất là mê luôn đúng không ạ? 3 cây cáo đẹp như thế này, bản lá đều rất là to nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây này xin phép được bán với giá là 140.000 cho 3 cây này, rất là đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23 cô chú anh chị. Hình 23 này có 5 cây nhá. 5 cây. 5 cây cực kỳ là rất là mỡ màng và cũng rất là đẹp như vậy. Cái hình này em xin phép bán 140.000. Và hình số 24 này tươi giói luôn cô chú anh chị ạ. Mùa này thì ngay cả những anh chị mà chưa bao giờ ghép cáo cũng yên tâm cho em. Hình này cũng là 3 cây to, đẹp, mập khỏe như thế này. Hình này em bán với giá chỉ có 100 bao nhiêu nhỉ? Em bán là 130.000 đi cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25 ạ. Hình số 25 một cái lô cáo lên đến bao nhiêu cây đấy? Một cái lô cáo mà nhiều thế, một ôm cáo có đến là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cây to đùng luôn cô chú anh chị ạ. 6 cây to đùng luôn cả cái lô như này. 6 cây to cô chú anh chị ạ, 1 2 3 4 5 6 7 cây chứ. 7 cây chứ cô chú anh chị. 7 cây cáo này
Em xin phép được bán với giá 150.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26 ạ, cũng là ba cây cáo. Cái cần hoa này, này dài đến phải dài đến cả 50 cm nhé cô chú anh chị nhé. Em gang một này. Hơn phải hơn 50 cm đấy cô chú anh chị. Cái vòi bông kìa. Đó, ba cây cáo. Lá dày cộp đẹp như thế này. Đó, ba cây cáo nhá. Trong đấy có hai cây đang nụ rất là đẹp luôn như vậy đấy ạ. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho cái hình này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 27, đẹp lắm cô chú anh chị ạ. 140.000 cho hình này quá là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình này có 5 cây. Trời ơi, này. Thôi em bán cái hình này với giá 150.000 đi nhá. Không phải tối nay cô chú anh chị mình lại gọi em cả đêm chọn cái hình này mất thôi. Hình 26 3 cây ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27 này. Hình số 27 này có 5 cây. 5 cây em bán cái hình này với giá là 140.000 và hình số 28 có 8 cây luôn cô chú anh chị nhá. 8 cây. Và 8 cây này em xin phép được bán 130.000 và hình số tiếp theo là hình 29 ạ. Hình này là có một cái rề mẹ con này cô chú anh chị này. Một cái rề là một mẹ hai con, cái cần hoa mập to đùng luôn cô chú anh chị nhá. Mập to đùng với cái bản lá của cây mẹ cũng rất là to. Và thêm một cái cây kia cũng là cây mẹ con này. Thêm một cái cây này cũng là cây mẹ con nhá. Và cả cái hình như thế này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cả một cái hình đẹp lung linh như vậy, xin phép em được bán với giá là 180.000 cho cái hình này cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái hình này cũng là ba ngọn cáo to cô chú anh chị ạ. Ba ngọn cáo lá to. Tuy nhiên thì lá ở trên rừng về nó có hơi sâu một chút xíu, nhưng mà cây đầy tiềm năng. Đây, ba ngọn cáo như vậy nhá. Em bán hình này với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 31 này. Cô chú anh chị nhìn cho em này, cây này cái vòi hoa dài không? Cái lá to đùng luôn cô chú anh chị ạ, lá to đùng dày cộp luôn. Cây này cô chú anh chị về trồng thì đẹp thôi rồi. Đây. Một phần cáo 4 cây rất là đẹp như vậy. Cô chú anh chị ạ, một cái phần cáo 4 cây. À, vòi hoa dài tít tắp, có ba vòi hoa dài tít tắp luôn. Cái do hình này em bán là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 32. 5 cây ạ. 5 cây hình này, em bán hình này với giá chỉ 130.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 33. Hình này cũng là 5 cây. Đó, 5 cây đẹp mê ạ. To đùng luôn. 140.000 cho hình này nhá cô chú anh chị nhá. 140.000. Có khi rẻ hơn cả giá bỏ xỉ luôn cô chú anh chị ạ. 140.000. Trời ơi, 5 cây to đùng luôn. 5 cây to đùng 140.000. 2, 4, 5. Thôi em bán 150.000 đi. Hình này cô chú anh chị nhá. Không tí nữa có khi lại cân lên lại bán lỗ chết đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 34. Hình số 34 này, 2, 4, 6 cây. Đó, 6 cây này em xin phép được bán với giá là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Hình 35 này có 5 cây ạ. 5 cây này em bán với giá là 130.000 cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái giỏ cáo thuần. Cô chú anh chị mình của em lựa chọn những cái hình cáo thuần trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Cái hình đầu tiên sẽ là cái hình số bao nhiêu nhỉ? Hình 36 đấy cô chú anh chị nhỉ. 36. Một cái vòi bông này thôi. Đủ ngắm, đủ mê cho một mùa hoa dáng hương đuôi cáo rồi ạ. Một cái cần hoa to, dài, mập mạp ở đây. Chậu này thì có 4 cây. Nhưng mà tuy nhiên thì có 1-2 cây nó bị lỗi ngọn cô chú anh chị nhé. Thì cái giò này xin phép em được bán với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và gọi là cái giò số 36 đấy ạ. Giò số 37 này. Giò cáo số 37 đây. 37 đây. Cái giò cáo mà có bao nhiêu cây đây nhỉ? 5 cây cáo thuần đẹp cô chú anh chị ạ. Cũng đang có vòi nụ mà hàng lá xếp. Toàn bộ đều là lá xếp luôn. 160.000 cho giò này nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38. 38 cô chú anh chị ạ. Đây cái giò 38 đây. Giò 38 này có tổng 4 ngọn, tuy nhiên có 2 ngọn bị lỗi. Nên là em sẽ bán cái hình này luôn với giá là 150.000 đi. Và sang hình tiếp theo là hình 39 này cô chú anh chị này. Chậu 39 cũng đang có hai cái vòi bông rất là xinh cái chậu này. Xin phép em được bán 160.000 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cây cũng rất là to và rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo là hình số 40. Cái chậu 40 này em bán chậu này với giá bao nhiêu nhỉ? Chậu 40 này với giá 150.000 và chậu số 41 ạ. Chậu 41 này, một cái ngọn này có hai vòi bông.
Riêng cái ngọn này cô chú anh chị chỉ cần cái trồng cái cây này thôi vào đúng giữa cái chậu đi. Tâm của chậu đi là cô chú anh chị có một cái giòi hoa rất là đẹp rồi. Chậu hai vòi bông luôn, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cực kỳ là xinh. Thêm ba cây nhỏ bên này nữa cô chú anh chị nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho giò này. Đó, chủ yếu là cái cây này bên này rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 42. Hình số 42 một cái chậu mà cũng khá là nhiều cây cáo xếp, 4 cây cáo xếp đẹp như thế này. Đấy, thì cái giò cáo này này, cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 170.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 43 cô chú anh chị ạ, 43. Cái giò này cũng đang có 4 cái ngọn cáo xếp, cái ngọn này to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đang có hai cái vòi bông, chậu này em xin phép được bán là 160.000 cô chú anh chị ạ, 160.000. Và sang hình tiếp theo là hình 44, cái chậu 44 này. Em bán chậu này luôn với giá là 150.000 đi cô chú anh chị. Và chậu tiếp theo là chậu số 45. 45 này, cây đấy bản lá. Bản lá rất là to mà lại còn xếp rụt nữa nhá cô chú anh chị nhá. Cây đầy tiềm năng luôn. Cây cáo mà đầy tiềm năng luôn, xếp rụt mà lại còn lá rất là ngắn. À, cái nụ hoa to đùng này cô chú anh chị này. Có hai cây thôi cô chú anh chị ạ. Chậu này em xin phép được bán nó với giá là 150.000 nhá. Và sang hình tiếp theo, một cái chậu cũng toàn là những ngọn lá cáo là xếp rụt ạ. Đây ạ. Đây. Đẹp chưa cô chú anh chị? Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chậu cáo này có 4 đầu ngọn, trong khi đấy thì đang có 3 vòi bông. À, và có một cái ngọn bị lỗi cô chú anh chị nhá. Thì giò cáo này em xin phép được giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 170.000 cho chậu cáo này. Và bên này đây sẽ là một cái khúc cáo thuần. Mà cái khúc cáo thuần này thì đang có tất cả là 7 cây đấy ạ. 7 cây em đã trồng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì không có chăm sóc nên là cây nó cằn cỗi như thế này. Cái giò này em bán với giá 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và đây em đang có một cái giò lan hạc vĩ này cô chú anh chị. Một cái giò lan hạc vĩ mà hoa xanh biếc rất là xinh như thế này. Và cái họng tím đẹp cô chú anh chị ạ. Đó, bay 24 giờ luôn. Cái giò này em bán 100.000 cô chú anh chị nhá. Cái hạc vĩ rừng, cái giò hạc vĩ rừng. Còn bên này đây là một cái giò giả khạo oai, rất là nhiều mầm ở đây này. Cái giò này xin phép em bán với giá là chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều mầm. Còn chậu này với giá là 50.000 này, giả khạo oai nhá. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là mật ong khoái. Cái mật ong khoái này thì em bán nguyên cả tổ như thế này, em không vắt cô chú anh chị nhá. Để đảm bảo cho cô chú anh chị rằng cái mật ong của em là nó cái hàng chuẩn rừng. Chứ còn vắt thì thực sự nó không khó cô chú anh chị ạ. Vắt không khó nhưng mà cái hàng để mà khi mà đã vắt rồi ạ, cô chú anh chị lấy đi thì chắc chắn rằng là cái niềm tin của cô chú anh chị vào cái hàng chuẩn rừng này nó cũng sẽ giảm đi cô chú anh chị nhé. Còn là cái hàng như thế này thì chắc chắn rằng sẽ rất là chuẩn rừng luôn. Cái hàng này thì em đang bán với giá chỉ có 200.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Và đây cô chú anh chị nhìn cho em này, vẫn còn cái từng cái ống mật vẫn còn nguyên nắp vít như thế này đây cô chú anh chị ạ. Cứ xẻ vào đây là bắt đầu là mật chảy ra đó cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Đây cô chú anh chị này. Và cái sáp này thì cũng rất là nhẹ thôi cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cô chú anh chị rằng thơm ngon đến từng giọt cuối cùng. Và hàng chuẩn xịn rừng như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này. Một túi chè như vậy đóng gói nửa kg em bán với giá là 170.000. Và riêng chè ô long này thì nó được trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000m2 mà quanh năm sương mù bao phủ, nên là tạo ra một cái hương vị rất là riêng, không nơi nào có được cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size luôn 1, 2, 3, 4. Vỏ thông vụn đồng giá 20.000 một kg. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg. Dớn vụn với giá 4.000 trong 1 kg. Dớn bảng kích cỡ là 13-30 với giá là 15.000. Kích cỡ 20-40 với giá là 22.000 nhé. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hình nguyễn 25.000 trong 1 lọ, 5.000 trong cặp, Atonic 12.000 trong 1 gói. Dưỡng chất AB 85.000 và B1 Thái, Super Thái hormone tăng trưởng 5.000 trong 1 lọ, B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá là 3.000 một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, siêu da dễ N3M 30.000, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng với giá 70.000, cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 và kim kim bôn đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn và phân bón trùng quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi, phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 một kg cô chú anh chị ạ. Và bên này đây thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, xin phép em được dừng clip vào đây ạ.